Các em học sinh thân mến, ở video này thì các em cùng cô giải bài toán sau đây nha. Tìm các số nguyên tố x, y sao cho x bình phương cộng cho 165 bằng y bình phương. Vậy thì ở đây em phải đi tìm x và tìm y. Cả x và y đều là số nguyên tố. Thì trước khi làm bài toán này, cô nhắc lại kiến thức cần nhớ. Thế nào là số nguyên tố? Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và có hai ước là 1 và chính nó là số nguyên tố. Đúng không? Đó, kiến thức số nguyên tố. Tiếp theo là gì? Trong tập hợp số nguyên tố thì chỉ có duy nhất số 2 là số chẵn, còn tất cả các số còn lại đều là số lẻ. Họ thêm lưu ý nha. Các số còn lại là số lẻ. Đó. Thì em lưu ý nha. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, có hai ước là 1 và chính nó. Tiếp theo là trong tập hợp số nguyên tố thì chỉ có duy nhất số 2 là số chẵn, còn tất cả các số còn lại đều là số lẻ. Rồi bây giờ các em giải bài toán này. Thì bài toán này giải như thế nào đây? Đầu tiên cô sẽ thử bắt đầu bằng số nguyên tố là số 2, rồi cô thử số 3. Nếu x bằng 2, cô thử từ số nguyên tố nhỏ nhất. Cô giả sử x bằng 2 đi. X là số nguyên tố mà. X bằng 2, bây giờ cô thay vào đây, cô tìm y. Khi đó thì 2 bình phương cộng cho 165 bằng y bình phương. Tương đương với y bình phương bằng bao nhiêu? 2 mũ 2 bằng 4. 4 cộng cho 165 là bằng 169. Số nào bình phương bằng 169? Là y bằng 13. Đó. Y bằng 13. 13 cũng là số nguyên tố. Đó. Thì em có được x bằng 2 là số nguyên tố, thì em tìm được y bằng 13 cũng là số nguyên tố, thì nó thỏa mãn yêu cầu của bài toán chưa? X y phải là số nguyên tố. Vậy thì x bằng 2, y bằng 13. Nhận, đúng không? Nhận. Rồi. Thì em đã có được một cặp nghiệm rồi, 2 và 13. Rồi em coi thử còn những cặp số khác thì sao? Tương tự cô thử nếu x bằng 3. Tiếp theo nha. X bằng 3 thì cô tìm được y bằng bao nhiêu? Khi đó cô thay 3 vô đây là 3 mũ 2 cộng cho 165 bằng y bình phương. Tương đương với y bình phương bằng 9 cộng cho 165 là bằng 174. 174 không phải là số chính phương nha các em. 174 không có số nào bình phương bằng 174. Vậy thì cái trường hợp này cô không tìm được y là số tự nhiên, cô loại. Đó. Cô đã thử x bằng 2, x bằng 3. Bây giờ cô thử với x là tất cả các số còn lại. Trường hợp còn lại, thì số 2 tới số 3. Vậy thì những số nguyên tố còn lại em lưu ý nó đều là số lẻ, đúng không? Em đã thử số 2 rồi, số 3 rồi, thì những số còn lại đều là số lẻ. Vậy thì số lẻ thì nó sẽ có dạng là 2 nhân k cộng cho 1, đúng không?
Thật ra thì cái bước này các em không cần làm cũng được, cái x bằng 3 em khỏi cần làm, em bỏ cái bước này đi. Em chỉ cần làm hai cái trường hợp là x bằng 2 và các trường hợp còn lại x bằng 2k cộng 1. Đó. Vậy thì cô bỏ cái bước này đi nha. Đây. Bỏ cái bước đi cho nó gọn các em. Bỏ đi nha. Em thử hai trường hợp x bằng 2 và các trường hợp còn lại x bằng 2k cộng 1, đúng không? Thì ngoài số 2 ra thì những số còn lại đều là số lẻ. Số lẻ thì viết cái dạng 2k cộng 1 với k là thuộc n. K thuộc n sao? Rồi cô thay vào cái phương trình này, x mũ 2 ta có x mũ 2 sẽ là 2k cộng 1 tất cả mũ 2 cộng cho 165 bằng y bình phương. Bằng y bình phương. Thì tới đây thì em phân tích như thế nào? Tới đây thì cô sẽ lập luận thôi các em. Các em thấy là 2k cộng 1 là một số lẻ. Một số lẻ mà bình phương lên. Một số lẻ bình phương lên thì sẽ ra một số lẻ, đúng không? Một số lẻ mà bình phương lên thì sẽ ra một số lẻ. 165 là một số lẻ. Đó. Số lẻ mà cộng cho số lẻ thì ra số chẵn. Số chẵn. Số lẻ cộng số lẻ ra số chẵn. Y bình phương mà ra số chẵn thì suy ra y là số chẵn. Số nguyên, lưu ý nha, cộng thêm điều kiện y là số nguyên tố nữa. Số nguyên tố mà là số chẵn thì chỉ có y bằng 2, đúng không? Bây giờ nếu y bằng 2, cô thay ngược lại, cô tìm x. Thì khi đó, x bình phương cộng 165 bằng 2 bình phương. 2 bình phương là bằng 4. Cái này được không các em? Vế bên này chắc chắn nó phải lớn hơn 165 rồi. Không thể x bình phương cộng 165 bằng 4 được. Nó sẽ ra x là một số âm rồi, cho nên cái trường hợp này loại nó. Vậy thì khi mà x bằng 2k cộng 1 thì loại. Vậy thì chỉ còn lại là x bằng 2 thôi, cái trường hợp trên này thôi, là nhận thôi. Rồi, thì bây giờ cô trình bày nha. Vì 2k cộng 1 là số lẻ nên tổng 2k cộng 1 tất cả bình phương cộng cho 165 là số chẵn, đúng không? Lẻ cộng lẻ là ra số chẵn, suy ra được y bình phương là số chẵn, suy ra y là số chẵn. Mà y là số nguyên tố. Số nguyên tố mà là số chẵn thì chỉ có y bằng 2. Suy ra được y bằng 2. Rồi y bằng 2 thì em có thỏa được x là số nguyên tố không? Em thay vào. Khi đó thì x bình phương cộng cho 165 sẽ bằng y bình phương là bằng 2 bình phương là bằng 4. Suy ra x bình phương bằng 4 trừ 165. Cái này là ra số âm rồi, cho nên trường hợp này loại. Vậy thì trường hợp x bằng 2k cộng 1 loại. Thì chỉ còn lại là trường hợp thứ nhất, x bằng 2, y bằng 13. Nhận kết luận. Vậy số cần tìm là x bằng 2 và y bằng 13. Đó. Được chưa? Các em hiểu bài toán này chưa? Các em cùng xem lại nha.